thưa các bạn. Non lắm nè, non lắm, nhưng mà cái tủ này của chắc từ trước. Thôi đi vứt. Thế đi mua muối và mua ướp. Ông cạn to kìa. Cái vỏ giấy. Trước em cạo suốt, cái bố lấy về là em lúc em có trở đi được nhà em cạo suốt. Đây đâu? Đợt giờ mình cầm như thế nào?
Đưa lấy về ướp à? Về đấy ướp, nhưng mà ướp nạo cơ, không phải ướp thế này. Nạo là không ướp. Ướp này được, cái ướp này nay mai nấu được ăn tốt đấy. Thế á? Mẹ ướp xong mẹ cứ bốc nấu cá, mẹ bốc vào ăn. Mua được ít cắm gạo nấu. Chả cần nấu mà nó xong rồi. Cho thêm ít cá với vàng nồi lợn. Nhưng mà nếu mà rời như này như kiểu hôm qua kia vừa nắng ấy. Nếu mà nắng mà mình phơi được 1-2 nắng mà mình lại cho vào mình ướp và giỏ giỏ ra ra xanh nhá. Cái bọn nó sắn đấy, nó phải phơi tái xong nó mua của người ta về nó lại cho nên nó sấy tiếp ấy. Bọn nó sắn vừa xơi vừa sấy vừa phơi. Nó luộc ăn được ạ. Đắng ngon. Hơi đắng đắng. Con cạo mới cụ này. Chị 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 chị. Ăn làm gì sáng? Ngon mà hôm trước ăn ngon. Quả bỏ thích ăn lắm. Ăn củ nào ngon đấy. Củ nào hơi cân nó bé à. Củ này được không? Múc hơi chanh của nó. Phải dẫn hai anh cu đi đâu? Ai? Dạ. Biên.